Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp, chương trình do công ty tổ chức sự kiện Việt thực hiện với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc 1900 545439 để được tư vấn miễn phí quý vị nhé. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là giải pháp đồng bộ giúp điều trị thoái hóa đốt sống cổ tê bì hiệu quả. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia của chương trình, đó chính là tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Quyền Linh và xin chào quý vị khán giả. Dạ, chào bác sĩ. Trước khi giao lưu với bác sĩ thì Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phóng sự sau đây. Mình làm công việc là nhân viên văn phòng, công việc của mình ngồi với máy tính rất là nhiều, cho nên dạo gần đây mỗi sáng mình thức dậy thì cổ đau hết cả người và không có thể nào cử động được cổ. Mình đang dự tính là đi khám bởi vì nghe người thân nói là có thể là mình đã bị thoái hóa đốt sống cổ. Mỗi sáng thức dậy tôi thường xuyên bị đau và tê cứng ở cổ, cảm giác rất khó di chuyển. Những triệu chứng đau ở vai, ở tay và nhức đầu. Những lúc thế tôi thường xuyên xoa dầu nhưng cơn đau vẫn xuất hiện. Người thân hay khuyên tôi đi khám vì có thể tôi bị thoái hóa đốt sống cổ. Thời gian vừa rồi tôi bị đau khắp vùng cổ, vai gáy, khó ngủ. Tôi có đến bác sĩ và được chẩn đoán tôi bị thoái hóa đốt sống cổ. Tôi có mua canxi về uống bổ sung. Nhưng được một thời gian tôi bị táo bón nên ngừng lại. Tôi có hỏi bác sĩ thì được cho biết rằng nếu bổ sung canxi mà cơ thể không có hấp thụ thì sẽ dẫn đến tác dụng phụ là táo bón, thậm chí là xơ vữa động mạch. Tôi có điều trị nhưng mà không thuyên giảm được bao nhiêu. Tôi đang rất là mong muốn có một cái phương cách nào đó để điều trị thoái hóa đốt sống cổ chứng tê bì chân tay một cách hiệu quả nhất, để chấm dứt những cơn đau mỏi tê bì đeo bám tôi suốt thời gian qua. Trên phóng sự thấy có xuất hiện nhân vật cô Thanh Thảo, bây giờ thì cô sẽ đến phim trường để cùng trao đổi với bác sĩ. Xin mời cô Thanh Thảo ạ. Dạ, xin chào bác sĩ, chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Dạ, xin chào cô ạ. Hôm nay cô có những vấn đề gì thì có bác sĩ ở đây, cô cứ trao đổi thoải mái nha. Người ta tìm ra một cách giải quyết tốt nhất để xương khớp này kia chúng ta nó khỏe mạnh ha. Dạ, thời gian vừa rồi á thì tôi thấy mình đau khắp cái vùng cổ, vai, rồi gáy, rất là khó ngủ, rồi nó kèm theo cái triệu chứng là tê tay. Thì tôi có đến đi khám thì bác sĩ có nói là tôi bị chẩn đoán là tôi thoái hóa đốt sống cổ. Thì tôi có mua canxi để tôi uống bổ sung. Nhưng mà được một thời gian thì tôi bị táo bón, nên tôi phải ngưng lại, không có dám dùng nữa. Thì tôi lại đến bác sĩ và được tư vấn rằng nếu mà mình bổ sung canxi mà không có hiệu quả, nó không có hấp thụ được, cơ thể mình không hấp thụ được thì nó sẽ gây ra cái tác dụng phụ là táo bón hoặc là sỏi thận, thậm chí là xơ vữa động mạch. Tôi thì cũng đang điều trị nhưng mà nó không có thuyên giảm được bao nhiêu. Bây giờ điều mong muốn của tôi là tôi muốn có một cái phương pháp nào đó để mình trị cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ với cái tê tai mà một cách nghĩa là hiệu quả nhất, để mà nó chấm dứt cái cơn nhức mỏi mà nó tê bì của chân tay mà đeo bám mình suốt cái thời gian qua, bác sĩ. Trước hết là chúng ta biết rằng là cái thoái hóa đó là một cái quá trình lão hóa theo thời gian, ai rồi cũng sẽ bị cả. Trước khi trả lời cái câu hỏi đó thì chúng ta cần phải hiểu rằng là thoái hóa cột sống cổ nó là cái gì cái đã. Và cái cột sống cổ bao gồm nhiều những cái đốt nó nối lại với nhau, nhưng mà các cái đốt này nó có thể xoay được với nhau. Chính vì vậy mà chúng ta có thể là cúi cổ xuống để chào, hoặc là chúng ta ngửa cổ lên trời chẳng hạn. Thì làm sao chúng ta làm được cái chuyện đó là nó có cái máu khớp. Cái máu khớp đó nó sẽ giúp cho cổ mình nó xoay. Thì thoái hóa cột sống cổ nó chính là cái gì? Nó chính là thoái hóa cái máu khớp này. Và giữa các đốt sống cổ đó nó có những cái đĩa đệm. Cái đĩa đệm này nó giống như cái phục nhúng của xe gắn máy. Chúng ta thấy xe gắn máy nó đi ra cái ổ gà nhúng lên thì người ngồi sau không bị đau. Thì cái nhân đĩa đệm đó nó làm cái nhiệm vụ là nó sẽ nhúng và để làm giảm cái áp lực khi mà chúng ta di chuyển hoặc là chúng ta ngồi lâu đó, thì nó cũng làm giảm bớt cái áp lực đi. Ngoài ra là xung quanh cột sống cổ thì sẽ có những cái khối cơ và nó bám vào, khi nó bám vào trong xương của vùng cột sống đó, gọi là vùng gân đó, thì nó cũng giữ cho cái cột sống cổ mình nó thẳng. Ba cái yếu tố đó đều có thể gây nên cái tình trạng
đau khi mà nó bị tổn thương, đặc biệt là trong cái quá trình lão hóa. Thế thì trong trường hợp của cô thì chúng ta thấy là cái thoái hóa, cái tuổi già thì đương nhiên cái tuổi lớn lên là chúng ta sẽ bị thoái hóa. Và cái triệu chứng của nó sẽ là triệu chứng đau và nó rất là khó chịu. Và khi cái cơn đau này nó có đặc biệt là nó không chỉ đau tại ở cổ mà nó có thể lan lên đầu. Một số trường hợp người ta than là nhức đầu hoặc là than họ đau trước cái cung mày này chẳng hạn, nó đau từ phía trên này nó lan lên đầu. Thoái hóa cột sống cổ càng cao thì nó đau càng lên cao. Và thoái hóa cột sống cổ mà càng thấp thì nó lại lan ra cái vùng vai và cái vùng bả vai của mình. Chính vì vậy nó mới có cái từ người ta hay nói là bị đau vai gáy là như vậy. Đau vai gáy nó chỉ là một biểu hiện của cái chuyện thoái hóa cột sống cổ thôi. Thoái hóa cột sống cổ chúng ta đi đo mật độ xương thì chúng ta thấy hay bị loãng xương. Chúng ta quy kết nó là như vậy nhưng thật ra không phải, hai bệnh nó khác nhau. Đa phần cái thoái hóa cột sống cổ là do chúng ta làm sai tư thế trong cuộc sống hàng ngày thôi. Dạ thưa bác sĩ, là cái trong cái hội phụ nữ mà cái khu phố mà tôi sống á thì cái tỷ lệ mà cái người thoái hóa cột sống cổ nó rất là cao, mà nhất là phụ nữ. Thì xin hỏi bác sĩ là cái căn bệnh này có phải là nó đang phổ biến cho cái lứa tuổi của chúng tôi không thưa bác sĩ? Có thể nói như thế này, tất cả mọi người lớn lên ai cũng già như nhau. Và khi chúng ta già thì đương nhiên là cột sống nó cũng phải già. Và tại sao thấy phụ nữ nhiều hơn? Tại vì cái vấn đề khi mà người phụ nữ họ ở cái tuổi bắt đầu mãn kinh thì cái mật độ xương của họ nó sẽ giảm xuống. Và tất cả những tình trạng thoái hóa nó cũng diễn ra theo nhanh hơn. Thành ra là không phải là nam giới không bị già, nhưng mà cái tốc độ già của nam giới vì nó không có lệ thuộc cái chuyện có kinh hay không. Thành ra là chúng ta thấy nữ giới á, thì tình trạng thoái hóa nó sẽ nhiều hơn. Không riêng cái cổ đâu, kể cả cái khớp gối và những cái khớp khác á, đặc biệt là mấy khớp ngón tay nó cũng bị nhiều hơn là nam giới. Nói chung là ai cũng thoái hóa thôi, nhưng mà vấn đề thoái hóa sớm hay muộn thôi. Bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị đến với tự phòng của chương trình. Sáng giờ chưa xong luôn á ba. Cái gì? Viết từ hồi sáng hôm qua tới giờ chưa xong hả? Cái gì mà mời đông vậy con? Bộ con mời hết nguyên khu phố của người ta sao vậy? Có đâu, con mời có 100 người à. Được rồi. Mà tại vì con ngồi con gò chữ đó. Ôi giờ nó nhức cái da quá. Giống như viết chính tả vậy đó. Dạ. Rồi sẵn cái trang trí đường viền luôn phải không? Ba mấy ba bóp da giùm con cái được không? Trời trời. Cậu kêu tôi bóp da nữa hả? Ơi, nó ơi, con làm cái gì mà con mà bể rạc chứ vậy? Con trẻ quá, rồi nó giật cái xương kêu thiệt luôn hả trời? Thì đó. Nè, ba nói con nghe. Từ đó tới giờ con ở nhà với ba đó, thấy không? Cái gì ba cũng lo cho con hết. Đúng chưa? Đúng rồi. Mà bây giờ sắp sửa đám cưới nè. Sắp sửa từ đây trở đi là bây giờ là tâm sự lo lắng chăm sóc gì là vô vợ hết trơn hết trời. Đâu có còn ba nữa. Có đâu mà. Vậy mà nãy giờ tay chân ba nhức mỏi nè, không qua bóp mà còn bắt ba hoa hầu thì nó cứ chết chứ. Có, con vợ với ba thôi chứ hả? Con lấy vợ chứ tuần con ít nhất con cũng về để thăm ba 3-4 lần chứ đâu có để ba về được. Thiệt luôn đó hả? Dạ. Ồ, lấy vợ rồi mà vẫn về đây ấy đồ ăn của tôi hay sao vậy? Ủa ba thấy đau nhức người nữa hả ba? Trời ơi, đau với con đau ê ẩm từ nãy tới giờ. Ủa có sao không ba? Làm như mình có di truyền hay sao con? Ba đau tay đau chân, con cũng đau tay đau chân nè. Ủa nhưng mà con nhớ hồi xưa ba bị trên cái cổ mà. Phải, ba nói con nghe. Cái này là đang bị tê bì chân tay. Mà ngày xưa là ba bị thái quá đốt sống cổ. Không biết sao mà bây giờ nó lan xuống tay, lan xuống chân. Bây giờ nó nhức mỏi trời ơi. Ủa sao kỳ vậy, tự nhiên bị thái quá sống cổ mà sao bây giờ nó lại lan xuống tay chân mà sao? Không biết là sao mà đầu tiên nó đông cứng trên này nè. Đó, rồi cái đó bắt đầu nó lan ra từ cái gáy xuống. Rồi tự nhiên bây giờ tay chân gì nó cũng tê hết trơn, trời ơi, không biết bị cái gì. Rồi bây giờ con phải chở ba đi khám rồi chứ sao, chứ bây giờ để cái tình trạng này kéo dài đâu có được. Rồi nói thôi con ơi, cái vụ đám cưới quan trọng thôi rồi lên lo. Trời ơi, cái vụ ba quan trọng hơn. Sao vậy? Chứ bây giờ tới ngày đám cưới mà không có ai lên phát biểu con là chết con luôn á. Lỡ đám cưới mà ba nằm chèm bẹp vào con chù qua đó hả? À không có, có ý con nói là bây giờ ba phải đi trị bệnh liền cho dứt hẳn rồi để con tập trung con lo đám cưới. Hiểu hiểu, để ba tự đi, con ở nhà đi giết thiệp đi. Thôi để con đưa ba đi. Con cái nó mô hiếu gì à? Nói là phải làm nha. Dạ. Đưa ba đi nha. Dạ. Thưa bác sĩ, thường thì thoái hóa cột sống cổ nó liên quan đến tê bì chân tay. Vì tê bì chân tay nó có phải là một trạng thái mà khi bị thoái hóa đốt sống cổ nó gây ra không ạ? Cái đốt sống cổ
các đốt trên nó nối với đốt dưới và nó có một cái lỗ để cho thần kinh nó chui đi ra. Và khi mà cái sợi thần kinh nó chui đi ra như vậy đó, thì nếu như mà chúng ta bị thoái hóa mà cái lỗ nó bị hẹp lại đó, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là tê. À, ở cổ thì đa phần nó sẽ gây ra tê cái vùng mà bàn tay. Nhưng mà nếu như mà cái nhân đĩa đệm nó bị thoái hóa rồi nó thoát vị ra, nó chèn vào trong cái tủy cổ á, thì lúc đó nó sẽ gây ra cái hiện tượng là tê và yếu cả hai chân nữa. Tại vì cái đường đi của thần kinh từ trên xuống dưới nó bị chặn ngang ở khúc trên đó, nó bị chèn ép ở vùng đó, thì nó cũng gây ra cái hiện tượng tê bì và giảm yếu của cái chân. À, và khi đó đó thì chúng ta thấy cái tình trạng bệnh nó sẽ rất là nặng. Như vậy mình có thể nói là tê bì tay hoặc là tê vùng chân và yếu vùng chân là một biểu hiện của cái tình trạng thoái hóa cột sống cổ nặng, ở chỗ là nó đã hẹp các lỗ liên hợp hoặc là thoát vị đĩa đệm để mà chèn vào các tủy sống. Nhưng mà bản thân cái chuyện tê bì thì một mình nó không phải chỉ là cái hiện tượng là thoái hóa cột sống cổ đâu, mà nó còn biểu hiện bởi nhiều bệnh khác nhau. Đó là cái hiện tượng kẹt của cái thần kinh ngay vùng móng cổ tay này. Và khi nó kẹt ở đây thì nó cũng gây ra cái hiện tượng tê của ba cái ngón tay này. Và đôi khi chúng ta cứ lầm tưởng là của cột sống cổ, nhưng khi chúng ta đo điện cơ ra thì nó lại bị kẹt ở đây. Có một số trường hợp nó gọi là hội chứng chèn ép kép, có nghĩa là nó vừa kẹt ở đây mà nó vừa kẹt trên cổ luôn. Cái đó thì rất là tệ hại. Đôi khi người ta phải mổ ở dưới này để giải phóng và điều trị ở phía trên. Dạ, yeah. Cảm ơn bác sĩ. Từ lúc mà cô bị vậy thì cô có điều trị gì không? Thì tôi chỉ uống canxi bổ sung thôi. Nhưng mà thì thời gian là thấy nó bị táo bón á bác sĩ. Thành ra là bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu mình muốn bổ sung canxi như thế nào để cho nó có hiệu quả, cho để mình không có bị thoái hóa đốt sống cổ. Yeah. Tại vì em cũng làm việc rất là nhiều, còn làm việc ở công ty cũng ngồi máy vi tính rất là nhiều. Dạ, yeah, thì như tôi đã nhắc, chúng ta sẽ không thể nào làm cho chúng ta hết già được, vì đó là một cái quá trình tự nhiên, ai cũng phải già. Chỉ có vấn đề là làm sao cho cái thoái hóa của mình nó bị chậm lại và các cái triệu chứng nó không có xuất hiện thôi. Thì thứ nhất là chị hỏi về vấn đề bổ sung canxi. Chúng ta cứ nghĩ rằng tất cả các loại canxi nó đều giống như nhau, thực ra nó không phải là như vậy. Đối với các loại canxi thì nó rất là nhiều loại. Nhưng mà canxi đó mà muốn nó đưa được vào tới trong xương để chống được cái tình trạng loãng xương, thì canxi đó nó phải được chuyên chở bởi vitamin D, và từ trong máu nó đưa vào trong xương bởi cái vitamin K, MK7. Thì chúng ta có cái vững cốt thì nó sẽ chứa canxi, vitamin D3 và MK7, thì nó sẽ giúp giải quyết cái vấn đề là chúng ta đang bị loãng xương hoặc là thiếu xương. Dạ thưa bác sĩ, là em nghe nói là cái giảm mật độ xương á là cái nguyên nhân chính mà nó dẫn đến làm cho mình thoái hóa đốt sống cổ. Chúng ta hay nghĩ rằng là giảm mật độ xương, loãng xương, và chúng ta thấy những người loãng xương thì hay bị thoái hóa cột sống cổ, thì chúng ta nghĩ rằng là chắc là do loãng xương thoái hóa cột sống cổ. Thật ra loãng xương nó không gây ra thoái hóa cột sống cổ, nó chỉ là một cái bệnh nằm chung, vì cả hai đều là bệnh trên người già. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị loãng xương đó thì đốt sống nó vẫn có thể bị xẹp, đặc biệt là đốt sống lưng chứ không phải là đốt sống cổ. Thành ra có nhiều người họ bị loãng xương, cái đốt sống tự nhiên nó gãy, nó lún xuống thôi. Họ không làm gì hết, hoặc là họ té rất nhẹ nhưng mà nó cũng bị lún cái đốt sống xuống. Thành ra khi chúng ta điều trị cái thoái hóa cột sống cổ thì chúng ta cũng cần phải chú ý tới cái chuyện là mật độ xương, cái mật độ xương của người đó như thế nào, và phải điều trị luôn cả hai. Vì đến bây giờ người ta thấy rằng là những cái tổn thương, những cái bệnh tật mà do loãng xương gây ra đó, nó để lại một cái gánh nặng về mặt chi phí y tế rất là cao. Ví dụ như là gãy cột sống chẳng hạn, khiến người ta phải nằm cả tháng trời, rồi sau đó lưng bị gù, rồi xong rồi mỗi năm thì người phụ nữ là thấy mình lùn đi một chút, tại vì cái xương bắt đầu nó lún xuống. Yeah. Vậy thì cái việc mà tê bì chân tay của cô đó, chúng ta có cách nào giải quyết không? Cái tê bì chân tay này đó, thì để giải quyết cái chuyện đó thì đầu tiên là chị phải đi khám để bác sĩ xem coi thử là cái tê này là do chèn ép thần kinh từ cột sống cổ hay là từ ở đây. Có thể bác sĩ sẽ cho chị đi đo một cái điện cơ. Bây giờ trước mắt để mà giải quyết cái chuyện đó, nếu chưa có uống thuốc thì một số người sẽ hỏi rằng là bác sĩ ơi, bây giờ có cái loại thực phẩm chức năng hay cái gì đó để mà tôi uống, thì chúng ta có thể chọn lựa những cái loại thực phẩm mà nó có chứa cái tiền chất vitamin B1. Đó. Cái tiền chất vitamin B1 khi uống vào thì nó sẽ biến thành vitamin B1. Thì cái vitamin B1 nó giúp cho làm giảm bớt cái hiện tượng là tê bì chân tay, tức là cái tổn thương thần kinh.
Và ngay cả thậm chí những người bị thoái hóa cột sống cổ hay thoái hóa cột sống nói chung mà chưa có triệu chứng của cái tê bì đó, khi người ta uống thêm cái vitamin nhóm B1 đó thì nó cũng làm giảm bớt được cái tình trạng gọi là thoái hóa và giảm bớt được cái triệu chứng khó chịu của bệnh nhân. Nó cải thiện được, kể cả nó thải cải thiện luôn được cái tầm vận động của cột sống cổ. Thành ra là nếu mà chúng ta có lựa chọn những cái sản phẩm mà cho thoái hóa cột sống đó thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có chứa cái tiền vitamin B1 đó. Chẳng hạn như là chúng ta có cái Vitamin Plus chẳng hạn thì là nó có cái tiền vitamin B1 đó. Có một số trường hợp tê bì mà cũng không hẳn là do chèn ép thần kinh, người ta hay, bác sĩ hay chẩn đoán là rối loạn cảm giác chẳng hạn, thì mình có thể uống và nó cũng cải thiện được cái tình trạng đó. Nhưng mà điều tốt nhất khi chúng ta có hiện tượng tê bì thì chúng ta nên đi khám ở một bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp để ta xác định rằng là cái tê bì này do cái gì, và như vậy chúng ta phải điều trị tới cái gốc của nó. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Vitamin Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bạn bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau nửa đầu. Bạn bị tê bì chân tay, viêm dây thần kinh, thấp khớp. Người già thoái hóa mắt. Bạn bị stress, căng thẳng thần kinh dẫn đến khó ngủ. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm chức năng Vitamin Plus với các thành phần chính như cao blueberry, ginkgo biloba, fusutamin, riboflavin là vitamin B2, pyridoxin là vitamin B6, kết hợp với natri chondroitin sulfat mang lại các công dụng giúp tăng cường lưu thông máu, giúp tăng cường tuần hoàn não trong các trường hợp đau nửa đầu, thiếu máu não, sau tai biến mạch máu não do sờ vữa động mạch, giúp giảm tình trạng sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, stress, mất ngủ do căng thẳng thần kinh. Vitamin Plus giúp hỗ trợ điều trị tê bì chân tay, dị cảm đầu chi, giúp giảm các biến chứng thần kinh và mạch máu ở bệnh nhân đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Sản phẩm này còn giúp hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh, đau mỏi lưng và vai gáy, đau do thoái hóa xương khớp, nhức mỏi mắt. Vitamin Plus giúp tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 1900 545 439. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống và giảm tuổi thọ. Vững cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 góp phần đưa canxi từ máu vào xương. Tôi đã có giải pháp tốt giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, do đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hết nước, lại đi kiếm nước. Ba, cái gì mà ba cứ ngồi than ngắn thở dài hoài vậy? Buồn thở dài chứ sao không? Làm gì mà buồn? Trời ơi, lâu quá hai vợ chồng mới về thăm ba. Bởi vì ba ở con mình buồn quá chán. Ngẫm đi ngẫm lại bây giờ. Thấy không? Con thấy không? Sao? Một mình một thân. Gà trống nuôi con. Lùng phát bây giờ con đi lấy vợ. Ba ở con mình vì ba nản quá nản. Trời ơi, ba nói gì quá à. 2 tuần lễ rồi không về thăm ba. Cái gì 2 tuần? Cách đây 2 ngày là con với vợ con về đây thăm ba chứ ba nói gì vậy? Hiện nay thứ mấy? Hôm nay thứ tư. Thứ tư cách đây 2 ngày là chủ nhật á hả? Dạ. Chủ nhật hay quá. Ờ đúng rồi. Ba nói đâu ra 2 tháng. Sao 2 ngày mà chứng như 2 tuần vậy ta? Trời ơi, ba nói vậy bà con hàng xóm dị nghị nó tưởng con bỏ ba luôn rồi. Ba biết. Tự vì hai cho con mình 60 năm rồi. Từ ngày mà má con mất đi rồi ba là gà mái ơi không gà trống nuôi con tới giờ á con hiểu không? Cho nên là quen với nhau rồi. Ở mình thì buồn quá đi. Rồi, thôi con hiểu rồi, bây giờ ba muốn lấy vợ đúng không? Thì bậy bậy con thần cho con. Chứ sao? Tụi ba vậy thì lần hai sao mà đầu tiên giải vợ cho ba. Chứ giờ sao mà ba nói sao là ý ba sao? Ý ba bây giờ vậy là phải chi có con có cái nó về nó thăm thường xuyên. Có người lo lắng chăm sóc, đúng không? Ba là ba đâu có muốn vợ con gì nữa con ơi. Dạ thôi được rồi, con về mỗi ngày con chăm sóc con đánh bóp nó xa cho ba được chưa? Bệnh bữa giờ đâu có ai quan tâm. Thôi thôi, hôm nay con xa nha. Tê bì trên tay còn không nữa này. Thôi được rồi. Bữa con dẫn ba đi khám đó, rồi cái bệnh thoái hóa cột sống cổ đó với lại tê bì tay chân đó, ba thấy đỡ chưa? Thì bây giờ bác sĩ nói là phải chú tâm trị bệnh thôi. Bác sĩ còn dặn một câu nữa. Câu gì ba? Cái bệnh này muốn hết đó nha. Sao? Là phải có người thân ở nhà đấm bóp, xoa bóp, họ mau lành.
đi, không có cần xóa bớt gì hết. Con mới tìm được hai cái sản phẩm này cho ba nè. Đây, MK7 vitamin D3 canxi. À, bà biết công dụng của nó là gì không? Bảo vệ xương thì giúp xương chắc khỏe, làm chậm quá trình thoái hóa xương đó ba. Con nói là hiệu quả đó là ba thấy là ok rồi đó. Nhưng mà còn cái mặt mà gọi là tác dụng phụ thì sao? Ba yên tâm đi, cái này không có tác dụng phụ táo bón như là xơ giữa động mạch đâu. Ủa vậy hả? Còn cái ba bị tay chân á, ba sử dụng cái sản phẩm này là đảm bảo hết liền. Ủa vậy là cái này là mỗi cái mỗi khác hả con? Dạ đúng rồi. À, cái này là tăng cường lưu thông máu, bảo vệ hệ thần kinh. Cái này xương chắc cơ thể khỏe là. Nhưng mà vậy nè, cái này là xài là phải kết hợp hai thứ, hay là xài một từng thứ làm sao, rồi kết hợp hai cái là có được không con? Rồi cái hiệu quả khi dùng chung nó có gì không, có tốt không? Được chứ, ba yên tâm đi, con tìm hiểu kỹ lắm rồi. Hai cái sản phẩm này rất thích hợp cho cái bệnh của ba. Qua tiểu phẩm chương trình thì chúng ta thấy nhân vật đang định kết hợp giữa Vitamin Lết cùng với Vững Cốt. Vậy thì sự kết hợp đó nó tạo nên hiệu quả gì không? Và nó có trị dứt điểm cái chuyện mà gọi là thoái hóa cột sống cổ của mình hay không ạ? Cả hai cái sản phẩm này thì là nó thành phần của nó khác nhau hoàn toàn. Dạ. Một bên là có chứa canxi, vitamin D, MK7. Một bên là chứa tiền chất vitamin B1. Thì nếu mà chúng ta phối hợp cả hai cái, một cái là tiền chất vitamin B1, như tôi phân tích, nó sẽ làm giảm được cái hiện tượng tê bì tay chân của cái người đã bị thoái hóa cột sống cổ. Còn canxi với lại những cái hợp chất hỗ trợ thì nó sẽ giúp đưa canxi vào trong cơ thể. Và như vậy thì nó có thể cải thiện được cái mật độ xương của những cái người lớn tuổi vốn dĩ đã có cái tình trạng là giảm mật độ xương rồi. Thì như vậy chúng ta phối hợp cả hai thì nó cũng không có hại gì. Cái là cả hai cái uống vào thì nó không có đánh nhau. Và mỗi cái nó có một cái tác dụng khác nhau. Các bác sĩ, ngay bây giờ thì bác sĩ có thể trả lời câu hỏi mà khán giả trực tiếp gửi về cho chương trình. Câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, năm nay tôi 38 tuổi, thời gian vừa rồi bị thoái hóa đốt sống cổ, bị lệch 3 đốt sống cổ C3, 4 và 5, gây chèn ép tủy khiến máu khó lưu thông dẫn đến cứng khớp cổ. Nhiều lúc tôi bị đau, không thể quay đầu được. Tôi có tập vật lý trị liệu nhưng không đỡ, mong bác sĩ chỉ cho tôi một lời khuyên. Chị Khuyên ở Phú Thọ. Cái câu hỏi của chị thì nó rất là nhiều người bị cái trường hợp tương tự. Tức là chúng ta thấy một cái tình trạng thoái hóa cột sống cổ, và thường là bệnh nhân sáng ngủ dậy đó là cái cổ bị cứng, không có quay được. Thậm chí có nhiều người là họ cứng ngắc luôn. Khi chúng tôi khám là nghiêng đầu qua một chút xíu thôi chứ họ không thể xoay cái đầu đi được. Trong trường hợp của chị thì chúng ta cần phải uống thuốc. Vật lý trị liệu người ta sẽ có những cái biện pháp, ví dụ như là chiếu laser, người ta có thể là làm nóng, có thể chỉ cho chị tập. Đồng thời là chị có thể sử dụng những cái loại thực phẩm chức năng, chẳng hạn như là chúng ta có cái Vitamin Plus và cái Vững Cốt để mà cải thiện cái tình trạng vận động của cái cổ của chị. Và cái điều quan trọng nhất là trong công việc chị phải làm sao đừng có để cho cái cổ của chị nó phải cố định ở một tư thế nào đó. Ví dụ chị làm việc máy vi tính nhiều quá hoặc là chúng ta nằm sai tư thế thì nó cũng sẽ gây ra cái tình trạng như vậy. Chúng ta cần phải phối hợp nhiều cái biện pháp, vừa thuốc nè, vừa tập nè, thì lúc đó nó mới bớt được. Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi thứ hai. Xin chào bác sĩ, mẹ tôi năm nay gần 50 tuổi, thời gian 2 năm trở lại đây, mẹ tôi thường bị đau nhức cổ, vai và gáy, kèm theo hiện tượng tê tay, đi khám thì được chẩn đoán là thoái hóa đốt sống cổ và uống thuốc. Vì mẹ bị đau dạ dày nên toa thuốc dù được bác sĩ hỗ trợ, toa thuốc đau bao tử, uống vào vẫn bị đau bao tử trở lại. Tôi đang tìm hiểu và muốn cho mẹ tôi dùng Vững Cốt kết hợp với Vitamin Plus thì có được không ạ? Liệu có ảnh hưởng gì đến dạ dày của mẹ tôi không thưa bác sĩ? Thường sẽ phải dùng trong bao lâu? Có dùng lâu dài được không thưa bác sĩ? Một bệnh nhân nữ 50 tuổi thoái hóa cột sống cổ và có tê bì chân tay thì chúng ta cần phải xem ra thử rằng là thoái hóa cột sống cổ đó có chèn ép rễ thần kinh hay chưa để mình đã gây ra cái hiện tượng tê bì này. Hay là cái hiện tượng tê bì do nó chèn ép cái thần kinh ở vùng cổ tay. Tất cả những cái thuốc mà để điều trị thoái hóa cột sống cổ đó, đặc biệt các thuốc kháng viêm giảm đau á, thì nó sẽ làm ảnh hưởng lên dạ dày và ảnh hưởng lên thận nữa kìa. Người ta chỉ sử dụng nó trong một giai đoạn ngắn khi bệnh nhân bị đau thôi, chứ không sử dụng lâu dài được. Cái biện pháp mà căn cơ nhất để điều trị lâu dài đó chính là luyện tập cho cái cột sống cổ, chú ý các cái tư thế trong sinh hoạt hàng ngày. Chị hỏi về vấn đề sử dụng Vitamin Plus và cái Vững Cốt để mà ngăn ngừa cái tình trạng thoái cột sống cổ hoặc là làm cải thiện được cái triệu chứng,
thì vì cả hai cái này đều là thực phẩm chức năng, thành ra chúng ta có thể sử dụng được. À, nó có hại gì hay không? Thì đối với thực phẩm chức năng thì thường là nó không có gây ra những cái tác dụng phụ như là thuốc. Chúng ta phải sử dụng bao lâu? Thì đối với cái thực phẩm chức năng chúng ta không thể sử dụng trong thời gian ngắn mà nó có hiệu quả được. Chúng ta phải sử dụng lâu dài. Thì cái thời gian nó có thể là kéo dài 6 tháng hay 1 năm. Hoặc là có một số người hỏi là có thể sử dụng dài hơn được nữa hay không? Chúng ta vẫn có thể sử dụng dài hơn được nữa. Tùy theo cái khả năng của chúng ta có. Chúng ta sử dụng nó, đồng thời chúng ta phải chú ý tới cái chuyện rằng là chúng ta giữ cổ cho nó thẳng, cho nó đúng cái vị trí. Và đừng có làm cho cái cổ nó bị đau hơn nữa. Ví dụ như là chúng ta cúi cổ nhiều quá hoặc là ngửa cổ nhiều quá. Rồi, và chúng ta có thể tập như là tập thể dục bình thường cũng được. Chứ không có nhất thiết là phải đến cái phòng tập. Chúng ta học bài tập xong cho tự tập. Và như vậy thì nó mới giải quyết được cái vấn đề các cái triệu chứng của thoái hóa cột sống cổ. Chúng ta không thể nào dựa trên một phương pháp nào đó mà có thể giải quyết hết tất cả các triệu chứng của thoái hóa cột sống cổ được. Xin cảm ơn bác sĩ Nam Anh. Vững Cốt Vinh Gia hân hạnh tài trợ chương trình này. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác, dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống và giảm tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 góp phần đưa canxi từ máu vào xương. Tôi đã có giải pháp tốt giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững Cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, do đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và bây giờ thì Quyền Linh xin mời quý vị đến với câu hỏi dành cho khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: người bị thoái hóa đốt sống cổ sử dụng sản phẩm chứa canxi nano, vitamin D3 và MK7 để tăng mật độ xương và chống thoái hóa đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 01668609XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nam Anh rất là nhiều về những cái chia sẻ phải nói rất là quý báu. Có thể sau những chia sẻ này thì cô sẽ có cách để điều trị và có thể đề phòng tốt hơn, và chúng ta sẽ lan truyền những cái chia sẻ của bác sĩ Nam Anh để mọi người đừng có bị thoái hóa cột sống cổ ha. Thưa quý vị, câu chuyện của tôi ngày hôm nay là như thế. Ngay bây giờ thì quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí nha. Số điện thoại là 1900 1259 hoặc là 1900 545439 quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị. Cảm ơn Vững Cốt bổ sung canxi và hấp thu canxi vào xương tốt hơn, và Vindaman Plus giúp tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh hiệu quả hơn cho người bị tê bì chân tay của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.